chào mừng mọi người đến với Vena Podcast. Đây là một podcast chuyên chia sẻ về những vấn đề quanh việc du học, học tập và cuộc sống tại nước ngoài của các du học sinh, đồng thời là cựu học sinh tại Vena. Mục đích của podcast là cung cấp những thông tin thực tế nhất đến các bạn đang quan tâm đến việc du học, để các bạn có cái nhìn khách quan hơn và chuẩn bị cho hành trình du học của riêng mình. Podcast sẽ được phát hành 9 giờ tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần Vena giải đáp, hãy điền thông tin vào form trong phần mô tả nhé. Xin chào mọi người, cuối cùng thì thứ sáu cũng đã tới rồi ha. Nếu như mà các bạn có lắng nghe tập podcast hôm thứ hai thì chắc là các bạn cũng nhớ là thứ hai thì mình kết thúc tập podcast bằng một câu hỏi, đó là có nên chờ một năm để gấp gì hay không. Thì trong tập podcast ngày hôm nay, tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm đáp án cho câu hỏi đó. Và chương 10 của chúng ta sẽ là có nên chờ một năm gấp gì hay không. Nếu bạn quyết định nghỉ một năm thì bạn nên chuẩn bị tinh thần cho sự cạnh tranh khốc liệt hơn trong năm sau nhé. Tiền thì chắc chắn là đắt hơn rồi đó. Việc nghỉ một năm gấp gì là gì thế? Thế này nhé, thường thì các bạn lớp 12 phải nộp hồ sơ đại học vào tháng 10 của học kỳ 1, để sau khi tốt nghiệp lớp 12 sẽ bắt đầu học đại học. Tuy nhiên, một số bạn khác do chưa chuẩn bị kịp các kỳ thi chuẩn hóa hoặc vì lý do gì đó sẽ dời đợt nộp hồ sơ lại đến năm sau. Tức là nếu bạn tốt nghiệp tháng 5, 2021 thì phải đến tháng 9, 2022 bạn mới đi học, cách hơn 1 năm trời, và do đó được gọi là gap year. Thậm chí nhiều bạn có tới 2 hoặc 3 năm gap year thay vì 1 năm. Với dịch bệnh hiện nay thì việc gap year cũng rất phổ biến. Mình nghe nói việc nghỉ một năm sẽ giúp tăng khả năng đậu, tại sao thế? Đúng rồi, thường các bạn học sinh sẽ tận dụng thời gian một năm gap year để đẩy mạnh các hoạt động ngoại khóa, đi làm việc toàn thời gian kiếm tiền, đi du lịch để khám phá hoặc trải nghiệm nhiều thứ khác. Nói chung, chính vì thế mà các học sinh có thời gian nghỉ một năm trong hồ sơ thường được xem là trưởng thành và chín chắn hơn trong suy nghĩ và hành động. Nếu bạn nghỉ một năm thì bạn sẽ có thêm thời gian học IELTS, ACT, SAT, làm nhiều hoạt động ngoại khóa hơn và có thể xác định rõ hơn mình muốn làm gì trong tương lai. Tuy vậy, ở Việt Nam có vài vấn đề mà việc nghỉ một năm có thể gây khó khăn cho bạn. Vấn đề gì? Đầu tiên là với những bạn nam, vì đất nước chúng ta yêu cầu nghĩa vụ quân sự, thành ra một bạn nam phải ít nhất đậu đại học, đăng ký học đại học trong năm nghỉ đó thì mới có thể được miễn nghĩa vụ quân sự. Tiếp theo, với tất cả bạn nam và nữ, nếu bạn nghỉ một năm thì áp lực của bạn lớn hơn nhiều so với các em lớp 11 lên 12. Lý do vì bạn không chỉ thi học kỳ 2 lớp 12 mà còn phải ôn thi tốt nghiệp. Bạn sẽ phải vừa ôn thi, vừa làm bài luận, thi các kỳ thi chuẩn hóa và chuẩn bị hồ sơ. Sau khi tốt nghiệp tháng 6 thì tới tháng 10 bạn cũng phải hoàn tất hồ sơ. Thời gian bạn không có nhiều đâu. Trường hợp ngoại lệ là nếu bạn đã có giải cấp quốc gia và được tuyển thẳng đại học, lúc đó bạn chỉ cần tập trung ôn thi thôi. Một vấn đề nữa của việc nghỉ một năm, theo chúng mình thấy thì điểm trung bình ACT, SAT của các em năm sau thường cao hơn các anh chị năm trước, thậm chí hoạt động ngoại khóa cũng ấn tượng hơn. Vì thế, nếu bạn quyết định nghỉ một năm thì mức độ cạnh tranh sẽ cao hơn. Hơn nữa, khi hoàn tất hồ sơ vào tháng 10 rồi thì bạn vẫn phải lên kế hoạch cụ thể cho hoạt động trong thời gian còn lại của năm nghỉ. Nhiều trường sẽ yêu cầu các bạn cập nhật thông tin qua các bài luận phụ hoặc phỏng vấn đấy. Và điều cuối cùng, quan trọng nhất nè, bao nhiêu năm qua chi phí du học chưa bao giờ giảm. Nếu bạn nghỉ một năm, và nhất là với tình hình lạm phát tăng cao như năm 2022 vừa qua, thì gia đình bạn nên chuẩn bị thêm từ 2.000 tới 5.000 đô một năm cho việc học nhé. Ngoài ra, đồng tiền Việt Nam mỗi năm đều mức giá đều đều so với các ngoại tệ khác trên thế giới. Vì thế, câu chuyện tỷ giá có thể ảnh hưởng hơn nữa với số tiền gia đình bạn phải đóng. Ôi sao phức tạp thế? Đấy, thành ra đơn giản là nếu bạn nộp hồ sơ được thì cứ nộp, đừng suy nghĩ lăng tăng. Bạn cứ chần chừ thì sẽ hối hận, thà cứ nộp cho xong. Nếu kết quả không như mình mong muốn thì lúc đó hãy suy nghĩ tới việc nghỉ một năm nhé. Thế thì nếu như mà bạn đã hiểu rồi thì mình cần phải bắt đầu chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Khởi đầu là lên danh sách trường, 20 là tối đa cho các trường ở Mỹ, châu Âu, Canada hay Úc thì vô tư đi. Và chúng ta sẽ khép lại chương số 10 với câu hỏi là chúng ta sẽ lên danh sách trường như thế nào. Và nếu như bạn muốn xem coi là ở Vela các bạn sẽ lên danh sách trường như thế nào và có những cái tips gì khi lên danh sách trường, thì chúng ta hãy cùng đón chờ chương số 11 của quyển Chinh Phục Đường Bay nhé.
Như vậy là chúng ta đã đi qua tổng quan của chương số 10, đó là về phần gap year. Thì chắc là các bạn cũng đã thấy gap year mình sẽ có rất là nhiều những cái mặt lợi và những cái mặt hại khác nhau. Nếu như mà nói về lợi thì đây là một cái khoảng thời gian khá là tốt để các bạn khám phá bản thân của mình, cũng như là tìm ra được xem là mình thực sự là phù hợp với lại lĩnh vực gì, và cho mình thời gian để khám phá bản thân, khám phá mọi thứ xung quanh mình. Tuy nhiên thì cũng sẽ có những cái nỗi lo nhất định, đó là về việc cạnh tranh với lại những cái bạn khóa sau, và việc bạn phải có một số cái nỗi lo về tài chính chẳng hạn. Thì gap year mình nghĩ là ngoài những cái điều mà tụi mình đã nói trong cuốn sách này ra, thì việc mà lắng nghe từ những người đã đi trước, những bạn đã thực sự gap year cũng rất rất là quan trọng. Bởi vì từ cái trải nghiệm cũng như là cái quan điểm của các bạn thì sẽ giúp các bạn đang lắng nghe và các bạn đang có ý định gap year có một cái nhìn thực tế hơn về vấn đề gap year này ha. Thì mình sẽ đến phần chia sẻ của chương số 10. Đầu tiên là mình sẽ đến phần chia sẻ của Châu Anh Thư. Thì anh Thư có mở đầu bằng một câu hỏi: có nên gap year hay không? Câu trả lời có thể khác nhau cho mỗi người, nhưng nếu bạn quyết tâm thì điều đó đáng để thử lắm đấy. Về phía mình dấn thân vào việc chuẩn bị hồ sơ khá trễ nên vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, và vì thế mình đành ngậm ngùi chờ một năm vì mình chưa chuẩn bị sẵn sàng cả về các kỳ thi chuẩn hóa lẫn tinh thần cho việc du học. Nên mình đã dành một năm qua để thấu hiểu bản thân hơn, biết được mình muốn gì và nên làm gì. Trong quá trình học tập và rèn luyện, mình đã phát hiện ra tình yêu dành cho khối ngành kinh tế, từ đó xác định được hướng đi phù hợp cho bản thân trong những năm tới. Thêm vào đấy, mình đã dành thời gian để tham gia những hoạt động ngoại khóa phù hợp với đam mê, định hướng, chuẩn bị cho kỳ thi SAT, đi du lịch để trải nghiệm và khám phá. Cũng chính nhờ khoảng thời gian đó, mình nhận ra được những giá trị của bản thân. Nhờ vậy mà bài luận chính đã lột tả chính mình theo cách tốt nhất qua những giá trị đó. Mình đã dùng những trải nghiệm mới lạ từ những chuyến đi xuyên Việt, làm chất liệu dựng nên portfolio, thể hiện đúng cái tôi cá nhân một cách trọn vẹn. Nhìn chung, nếu bạn nghỉ một năm thì bạn sẽ có thêm thời gian trau chuốt cho hồ sơ của mình, như việc ôn tập và thi IELTS, ACT, SAT, AP, cũng như tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa hơn, từ đó xác định rõ mục tiêu trong tương lai. Tuy nhiên, trong suốt chặng đường nghỉ một năm, mình đã gặp rất nhiều áp lực lớn nhỏ khác nhau. Đầu tiên là áp lực đồng trang lứa. Phải rồi, vì mình lựa chọn học tạm một năm đại học ở Việt Nam nên có nhiều mối lo hơn ngoài việc chuẩn bị hồ sơ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang thoải mái vui chơi, giao lưu ở môi trường đại học, thì mình lại có thêm gánh nặng hồ sơ không thể chia sẻ. Điều đó đôi lúc khiến mình cảm thấy chạnh lòng và không tập trung hoàn toàn cho việc học. Và việc mình du học trễ một năm cũng đồng nghĩa với việc mình sẽ tốt nghiệp trễ hơn các bạn cùng tuổi mình, từ đó có thêm nhiều mối lo hơn về cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Thứ hai là áp lực cạnh tranh. Mình phải vừa cạnh tranh với các bạn gap year khác, vừa cạnh tranh với các bạn khóa sau, và ai cũng có hồ sơ ấn tượng hơn mình rất rất nhiều. Điều đó làm giảm tỷ lệ nhận hồ sơ của mình đi, và mình thực sự cảm thấy tự ti. Cuối cùng là áp lực tài chính. Các trường đại học thường sẽ thay đổi học phí và mức hỗ trợ tài chính hàng năm, nên việc mình nộp hồ sơ trễ hơn dự định cũng ít nhiều ảnh hưởng đến số tiền mình đóng. Và thú thật thì gia đình mình không phải quá khá giả để có thể chi trả một số tiền khổng lồ cho việc mình đi du học đâu, nên mình rất đau đầu về tài chính khi nghỉ một năm. Thế nhưng bỏ qua những khó khăn mình đã gặp phải xuyên suốt một năm qua, thì việc gap year mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm đáng giá và khó quên trong cuộc đời mình. Gap year tuy là một quyết định nguy hiểm, mình cho là vậy, nhưng đáng để thử lắm đó. Chung quy lại, lựa chọn gap year hay không là do quyết định của bạn. Cá nhân mình vẫn ủng hộ việc đi du học càng sớm càng tốt, nhưng chỉ nên đi khi bản thân bạn đã sẵn sàng. Vì nếu bạn chưa thật sự sẵn sàng thì chờ đợi một năm là một sự lựa chọn hợp lý. Nhưng cũng đừng vì thế mà có những suy nghĩ bình thản, thông thả. Phải cố gắng trau dồi bản thân thật tốt nhé. Mình nghĩ mọi quyết định quan trọng xảy ra trong cuộc đời của bạn đều có lý do của nó. Chỉ cần bạn đủ tin, đủ quyết tâm và không ngừng tiến về phía trước, hạnh phúc rồi sẽ đến thôi. Rồi, chia sẻ thứ hai đến từ bạn Nguyễn Hải Đăng.
Mình nghĩ rằng mỗi bạn sẽ có một hoàn cảnh, một trường hợp và một bộ hồ sơ khác nhau. Vì vậy với câu hỏi có nên nghỉ một năm để gap year thì mình e rằng mình không thể có một câu trả lời cụ thể dành cho bạn được. Nhưng với tư cách là một người đã đi trước, mình sẽ cho các bạn một vài lý do để các bạn đưa ra quyết định mình có nên nghỉ một năm hay không nhé. Tại sao các bạn không nên nghỉ một năm? Lý do đầu tiên là học phí các trường đại học đa số sẽ tăng dần theo từng năm, không phải riêng gì ở Việt Nam, mà các trường đại học bên Mỹ cũng sẽ như vậy. Đa số các trường đại học sẽ tăng từ 1.000 đô cho đến 3.000 đô theo từng năm. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định gap year, mình nghĩ các bạn nên tự hỏi bố mẹ xem liệu có thể đáp ứng được mức học phí đó hay không. Mình nghĩ rằng nếu các bạn có lý do thực sự buộc các bạn phải nghỉ một năm, thì các bạn có thể chấp nhận trả thêm số tiền đó. Còn nếu không thì mình thực sự khuyên là không nên, vì số tiền đó nếu quy đổi ra Việt Nam đồng thì cũng khá là đắt đỏ. Lý do tiếp theo để không nên nghỉ một năm chính là tụi mình sẽ phải trải nghiệm sự cô đơn và buồn chán. Không gì đâu xa, chính là mình đây. Bạn học sinh nghỉ một năm, tất nhiên là mình có lý do, mình sẽ đề cập ở dưới. Đợt tháng 10 năm 2022, đó là lúc mình đang trong thời gian gấp rút kiểm tra lại những bước cuối cùng và gửi hồ sơ các trường đại học Mỹ. Và sau đợt đó, mình phải nói rằng mình có cực kỳ nhiều thời gian rảnh, mình hầu như không phải đến trường, cũng không quá nhiều việc để làm. Khi đó các bạn cũng đã lên trường với những thành phố khác để học tập, chỉ còn mỗi mình. Sự cô đơn, lạc lõng đã nhiều lần khiến mình cảm thấy thật sự tuyệt vọng. Vì vậy, nếu các bạn nghỉ một năm, ắt hẳn rằng các bạn sẽ phải chuẩn bị trước rằng các bạn sẽ rất là buồn chán đấy. Lý do cuối cùng là các bạn sẽ phải học trễ một năm so với bạn bè cùng trang lứa. Việc miễn nghỉ một năm sẽ khiến các bạn ra trường muộn hơn so với các bạn cùng khóa của bạn. Điều đó có thể sẽ khiến các bạn cảm thấy hơi tiếc nuối hoặc xấu hổ gì đó. Điều đó tùy thuộc vào cảm xúc của từng người. Bản thân mình thì mình không cảm thấy như vậy lắm. Tại sao các bạn nên nghỉ một năm? Mình thì thật sự mình không khuyên các bạn nghỉ một năm. Nhưng nếu các bạn có lý do và các bạn chấp nhận những thiệt thòi mà mình đã nêu trên thì hoàn toàn ổn ha. Bản thân mình vì biết đến chuyện du học khá mà muộn, vào đầu năm 12 thì mình mới có quyết định đi du học. Và lúc đó mình như một tờ giấy trắng, nên vì vậy mình đã chấp nhận rằng mình sẽ nghỉ một năm để chuẩn bị và củng cố hồ sơ nhiều hơn. Tất nhiên là mình nghĩ về những thiệt thòi mà mình sẽ gánh chịu, cũng đã chia sẻ về chuyện học phí với bố mẹ mình rồi nè. Nghỉ một năm không đáng sợ, nhưng lãng phí một năm đó mới đáng sợ. Mình đã làm gì trong một năm đó? Mình đã quyết định nghỉ một năm để có thể chuẩn bị cho bộ hồ sơ du học của mình. Nên ngoài việc mình dành một năm để học tiếng Anh, viết luận chính, hoạt động ngoại khóa và chuẩn bị hồ sơ ra, mình còn dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình hơn. Mình đã dành ra một khoảng thời gian cho bản thân, học cách yêu bản thân nhiều hơn, dành ra mỗi tiếng một ngày để tập thể dục, tập theo lối sống kỷ luật hơn và cố gắng hoàn thiện từng ngày. Và trong thời gian đó mình rất hạnh phúc vì đã có thể xây dựng một quỹ từ thiện nho nhỏ cho những em dân tộc ở tỉnh mình. Mình đã có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời. Mình cùng với những bạn học sinh cùng tỉnh, cùng nhau gây quỹ, cùng nhau bán hoa, cùng nhau gói quà và trao tặng tận tay đến hơn 100 trẻ em dân tộc ở vùng núi xa xôi. Mình cảm thấy rằng mình đã không lãng phí khoảng thời gian ấy. Như các bạn thấy đó, nghỉ một năm không chính là do quyết định của mỗi cá nhân của các bạn. Điều quan trọng là các bạn có kế hoạch cụ thể và mục tiêu rõ ràng thì nó sẽ thực sự xứng đáng. Mình thì không khuyên các bạn nghỉ một năm đâu, nhưng mình đã liệt kê những bất lợi ở phía trên. Nhưng dù sao, quyết định cuối cùng cũng chính là ở bản thân các bạn nè. Mình xin chúc bạn luôn luôn vững chắc và thành công trên con đường các bạn đã chọn. Và tin mình đi, các bạn sẽ chinh phục con đường ước mơ của các bạn thôi. Cố lên nhé! Nguyễn Ngọc Khánh Linh là một người trải qua một năm gap year. Mình nghĩ quyết định có nên gap year hay không phụ thuộc vào mục đích của bạn. Nào, cùng mình đi qua một số lý do gap year phổ biến để xem thử bạn có nên gap year không nhé. Lưu ý, những chia sẻ và phân tích dưới đều là ý kiến và trải nghiệm cá nhân của mình và chỉ có thể mang đến cho bạn những góc nhìn khác về gap year. Mọi quyết định đều là của bạn. Lý do đầu tiên mà mình và rất là nhiều bạn khác lựa chọn gap year là để bổ sung điểm số, hoạt động và làm đẹp thêm hồ sơ. Ồ, vậy hồ sơ của mình đã khác như thế nào trong một năm vừa qua? Câu trả lời là không khác hồ sơ cũ là bao, trừ việc thời gian làm dự án của mình dài hơn vài tháng và hồ sơ học thuật của mình thì có điểm SAT. Nói chung một năm, nhưng sự thật là chỉ có vài tháng đến kỳ nộp năm sau. Thông thường trong vài tháng này, trừ khi bạn thực sự làm điều gì đó đặc biệt, còn lại những gì bạn có thể làm trong vài tháng này
là không nhiều và không có tác động quá nhiều đến bộ hồ sơ của bạn. Ngoài ra, kết quả của năm nay cũng không ảnh hưởng gì đến kết quả năm sau của bạn. Vậy tại sao lại không nộp thử nhỉ? Lỡ không như kỳ vọng thì thôi, năm sau mình làm lại cũng không mất mát gì. Lý do tiếp theo là trải nghiệm cuộc sống đi làm để biết mình muốn gì, hoặc chỉ đơn giản là muốn thử rồi quay trở lại trường học. Chà, lý do này nghe thì có vẻ rất hợp lý, nhưng để mình cho bạn biết một thông tin. Trừ khi bạn theo học tại một trường đại học, nếu bạn ứng tuyển vào các công ty sẽ phải đóng thêm chi phí thuế cho bạn, trong khi sinh viên đại học ở các trường thì không cần. Vì lý do này mà nhiều công ty ít khi nhận sinh viên gap year, họ sẽ lựa chọn sinh viên đại học để đỡ chi phí hơn. Ngoài ra, bạn hãy thử nghĩ xem, có nhất thiết phải nghỉ học thì mới đi làm được không? Hiện tại có rất là nhiều công việc bán thời gian để sinh viên làm thêm ngoài giờ học. Vậy tại sao bạn không thử vừa đi học vừa đi làm nhỉ? Lý do cuối cùng là nghỉ ngơi sau 12 năm học dài đằng đẵng. Thú thật, 12 năm học rất mệt vì hôm nào cũng phải tất bật hơn 4 tiếng ở trường và thêm vài tiếng cho lớp học thêm, hoạt động ngoại khóa, bài tập về nhà, vân vân mây mây. Chúng ta đôi khi chỉ mong được nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài. Nhưng liệu có nên nghỉ một năm hay đơn giản bạn chỉ cần vài tuần? Hãy thử làm điều này nhé. Dành cho bản thân một tháng ăn chơi thoải mái sau khi thi và xem thử liệu bạn có chán sau một tháng không. Nếu có, bạn hãy quay lại trường học. Nếu không, bạn hãy dành cho bản thân một năm nghỉ ngơi thật sự. Nhưng tin mình đi, đến tuần thứ hai là bạn đã chán với cuộc sống ăn chơi không ngừng nghỉ đó rồi. Phía trên là ba lý do gap year phổ biến. Ngoài ra, còn có những lý do khác nhau chưa được đề cập đến. Mình đã gap year vì quyết định du học khá muộn. Nhưng nếu được gap lại, mình sẽ gap với một kế hoạch thật kỹ lưỡng để tránh tình trạng rơi vào mông lung và áp lực như bây giờ. Nếu bạn quyết định gap year, hãy chuẩn bị tinh thần, vì sẽ rất áp lực khi bản thân đang đi trên một con đường khác với nhiều người. Nhưng đổi lại, khoảng thời gian này có thể cho bạn nhiều trải nghiệm cuộc sống đáng giá. Nếu bạn có ý định gap year, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Gap year không hề dễ dàng một chút nào đâu. Bạn có thể có được sự tự do hoàn toàn, nhưng nếu không biết cách kiểm soát, điều đó sẽ trở thành nỗi sợ lớn. Nguyễn Hoàng Khánh Ngân. Thật ra, mỗi vấn đề đều có hai mặt tốt và xấu, và chuyện có nên gap year hay không cũng không phải là ngoại lệ. Như thầy Nam và các bạn khác đã chia sẻ, những mặt lợi và bất lợi của nó, chắc hẳn các bạn cũng đã chọn cho mình một con đường phù hợp nhất rồi nhỉ. Nhưng nếu bạn chọn nghỉ học một năm, mình sẽ ở đây để chia sẻ những kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân đối với năm gap year này cho bạn. Mình lựa chọn gap year vì mình không còn sự lựa chọn nào khác. Việc tìm đến du học Mỹ khá muộn đã khiến hồ sơ của mình nhìn chung rất yếu và sơ sài. Trước thời điểm tháng 7, thời điểm quan trọng nhất đời học sinh, mình phải tập trung ôn thi tốt nghiệp nên không thể dành ra trọn thời gian làm hồ sơ. Vì thế, sau kỳ thi tốt nghiệp kết thúc, thời gian để hoàn thành những phần quan trọng còn lại của bộ hồ sơ cũng không còn nhiều. Mình lúc ấy vẫn chưa thể chốt bất kỳ một phần nào của hồ sơ. Mình quyết định lùi mọi kế hoạch, chọn khoảng thời gian ấy để tập trung hoàn thành bộ hồ sơ thay vì học đại học. Đó là một quyết định khá mạo hiểm và rủi ro, nhưng cũng hợp lý. Vì mình biết nếu dành khoảng thời gian ấy cho năm nhất đại học, chắc chắn mình không thể chu toàn cả hai, cố gượng ép bản thân vào một guồng quay mới sẽ khiến mình kiệt sức và chán nản. Điều ấy đã được giải tỏa phần nào khi chọn dành một năm cho hồ sơ và bản thân. Quyết định ấy khiến những người xung quanh mình xì xào bàn tán. Khi thấy mình ở nhà thay vì học đại học như những đứa bạn cùng lứa, họ bàn tán sau lưng và xem mình như một đứa thất bại. Những lúc ấy, mình thấy rất buồn và đôi phần khó chịu. Hơn nữa, việc thấy bạn bè của mình, người thì bay sang nước khác du học, người thì tìm được bến đỗ đại học như ý, khiến mình càng tủi thân hơn. Nhiều lúc mình cũng đắn đo liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn hay không. Nhưng đó cũng chỉ là một phần trong cuộc hành trình mà mình phải trải qua. Tất nhiên, có rất là nhiều điều hay và mới mẻ mình đã được học trên con đường ấy. Khi học ở Vela, mình được tiếp xúc với rất là nhiều bạn giỏi và học rất là nhiều điều mà mình đã bỏ quên trong những năm cấp 3. Điều đó thúc đẩy mình dành nhiều thời gian hơn để học lại lập trình, học lại những điều cơ bản về máy tính. Điều mà mình học rất là yếu trong những năm cấp 3, mình cũng dần chuẩn bị cho cuộc sống đại học sắp tới, như học nấu ăn, đi chợ, quản lý chi tiêu. Nhưng điều mình thấy quý giá nhất ở một năm ấy là được ở cạnh gia đình nhiều hơn. Trong suốt khoảng thời gian trước đây, mình luôn bận bịu với việc học thêm và bài vở trên lớp. Vì thế, thời gian để mình gặp mặt ba mẹ là rất ít, còn ít hơn cả thời gian gặp cô chủ nhiệm. Vậy nên,
Trong một năm ấy, mình có thể ngồi lại cùng ba mẹ uống trà, trò chuyện và giúp đỡ làm việc nhà nữa. Mình rất trân trọng khoảng thời gian ấy, vì sau này, khi đã bước vào cuộc sống đại học, mình sẽ chẳng thể dành nhiều thời gian cho gia đình như thế được nữa. Một năm, dù rất nhiều, nhưng nếu bạn lãng phí, thì nó sẽ trôi qua rất là nhanh và vô nghĩa. Và sau cùng, nếu bạn đã chọn con đường giống mình, hãy dành ra một năm thật bổ ích để làm những điều bạn thích, học những điều mới và khám phá thế giới ngoài kia nhiều hơn nhé. Đến với lại chia sẻ của bạn Lê Kim Minh Huyền, nếu quay lại cách đây một năm trước, kế hoạch của mình sẽ là dành hết tâm sức và thời gian của năm 12 để tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Thật lòng là mình và cả những người xung quanh nữa đều cảm thấy việc này hết sức rủi ro. Mình muốn làm như vậy là bởi bản thân từ lâu đã có mong ước được đi du học với một bộ hồ sơ có điểm số thật đẹp về cả học bạ trên lớp hay trình độ tiếng Anh thành thạo cùng khối thành tích dày đặc từ học thuật đến ngoại khóa. Mình muốn đợi đến thời điểm hoàn hảo rồi mới bắt đầu. Thế là theo kế hoạch trước, mình quyết định sẽ gap year ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 để bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học, ngay khi mà các bạn đồng trang gần như đã bay hết rồi. Đa phần mọi người nghe quyết định này của mình đều phản đối, kể cả khi vào để được thầy Nam tư vấn cũng vậy. Thầy cũng khuyên mình là có nhiêu làm nhiêu, chứ đừng nên bỏ phí một năm như thế. Thầy phân tích với ý đại khái rằng, thực tế mà nói thì chỉ trong vòng 12 tháng thôi, nhưng đủ để rất là nhiều sự kiện xảy ra, làm thay đổi cách vận hành của thế giới và chắc chắn ảnh hưởng rất nhiều đến cá nhân mỗi người. Tình hình kinh tế biến động, dịch bệnh có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào, học phí của trường có thể sẽ tăng lên và thêm cả những vấn đề phát sinh khác nằm ngoài kế hoạch mà chúng ta khó có thể dự đoán được. Việc nghỉ một năm ở thời đại này nhìn chung có thể sẽ mang lại khá nhiều bất lợi cho mình. Trước nhất là về mặt thời gian, 12 tháng đó thay vì dành cho một năm trước đại học thì sẽ sao mình lại không để nó cho năm đầu tiên đi làm sau khi tốt nghiệp cử nhân. Nhiều đó thời gian là đủ để mình thích nghi với một môi trường mới, có được những kinh nghiệm làm việc, mở rộng thêm các mối quan hệ, trở nên độc lập về tài chính và hơn hết là giảm thiểu được các rủi ro khách quan, toàn cầu, khu vực mà có thể mình bị ảnh hưởng. Sau khi nghe những lời đó, mình cũng trăn trở nhiều, tự hỏi rằng liệu mình nên tiếp tục theo đuổi môn chuyên và đánh cược mọi thứ cho kỳ thi quốc gia hay là thực hiện khóa ước mơ du học ngay từ bây giờ và không chờ nữa. Tự nhìn lại bản thân, suy cho cùng, việc mình muốn gấp gì để thi quốc gia chỉ là cái cớ khiến mình mãi chần chừ và trì hoãn, làm tăng thêm sự lo lắng và khiến mình mất thời gian hay thậm chí cả những cơ hội tốt. Những nỗi sợ và tự ti rằng hồ sơ chưa đủ tốt, thành tích không đủ nhiều, thời gian quá ngắn để mình theo kịp, vô vàn những suy nghĩ tiêu cực về sự trì hoãn cứ hiện dần trước mắt, khiến mình quay cuồng trong mối tơ vò và càng thêm áp lực. Thực tế là nếu chỉ nghĩ như vậy, thôi rồi lo lắng thì cũng chẳng có thành quả gì hết, phải một lần bắt tay vào làm mới biết mình đang ở đâu. Mình không muốn bản thân ở trong tình trạng đó nữa, bởi nếu cứ như thế thì hết ngày hết tháng cũng chẳng tới đâu. Bình tĩnh lại, mình xem qua hết danh sách những điều cần có cho bộ hồ sơ và liệt kê cẩn thận ra xem còn thiếu điều gì để bổ sung và sửa đổi. Những đầu mục lớn như bài luận chính, thư giới thiệu và các loại chứng chỉ chuẩn hóa thì nên được phân chia ra thành những chặng nhỏ hơn. Và từng bước một, mình cố gắng làm thật tốt hết tất cả. Cả quá trình đó chẳng phải ngày một ngày hai mà xong, nó là sự tích lũy của rất là nhiều giờ hành động, của vô số lần sửa sai. Trở về hiện tại, khi hồ sơ của mình gần như đã hoàn thành, nếu được hỏi mình có tiếc nuối điều gì không? Mình chắc chắn trả lời là có. Mình tiếc thời gian của mình, tiếc cho cả những lần trì hoãn thiếu quyết đoán và những lúc mình phải nói giá như trong bất lực. Và bây giờ nếu có ai hỏi mình có nên tạm nghỉ một năm hay không, mình chắc chắn sẽ trả lời là không. Bởi thực tế quyết định này khá mạo hiểm và có rủi ro về rất nhiều mặt mà tụi mình không lường trước được. Muôn vàn những thứ nằm ngoài tầm với sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Thế nên, nếu có thể thì hãy làm ngay, đừng để phút lo sợ làm giảm mất đi sự tự tin nơi mình. Cũng đừng cho phép bản thân bỏ cuộc, trì hoãn khi gặp vấn đề khó khiến mình chán nản muốn dừng. Chỉ có vài tháng để chuẩn bị một chặng đường mới thôi, nhưng thực sự bản thân mình đã thay đổi rất là nhiều. Mình quyết đoán hơn trong những sự lựa chọn, kiên trì hơn, cố gắng hơn nhiều chút để không bỏ cuộc giữa chừng ngay những lúc bạn nản muốn buông xuôi. Và hơn hết, mình bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, bước ra khỏi định nghĩa thời điểm hoàn hảo để có thể bắt đầu làm bất kỳ việc gì bằng mọi khả năng đang có chứ không chờ đợi nữa. Mình đã làm được và chắc chắn bạn cũng vậy. Hãy tin vào bản thân mình nha. Chúc mọi người tìm thấy con đường muốn đi
và nhẫn nại đến cùng để đạt được thành quả xứng đáng. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngô Ngọc Hân. Thật ra mình đã tự nộp hồ sơ năm lớp 12 do gia đình không đủ điều kiện để tìm trung tâm tư vấn du học phù hợp, và mình cũng không có anh chị từng đi du học. Không ngoài dự đoán, năm đó mình thất bại thảm hại luôn. Do vậy cuối lớp 12 mình đã xin ba nghỉ một năm. Với điều kiện thời bấy giờ, tình hình Covid-19 chưa biết bao giờ mới chuyển biến tốt. Mình tất nhiên là ba không cho và dặn mình cứ thi đại học cho tốt. Còn chuyện nộp hồ sơ thì lên đại học nộp lại vẫn được mà. Mình dành ôn thi và học đại học ở Việt Nam. Mình dự định là nếu hợp với ngôi trường mình đã chọn thì mình sẽ học hết đại học ở Việt Nam và nộp hồ sơ du học bậc thạc sĩ. Sau khi học một năm, đúng là mình và ngôi trường đó hợp và không hợp ở vài điểm. Nhưng quan trọng hơn hết là trong lòng mình cứ canh cánh chuyện đi du học. Mình quyết định làm thủ tục tạm dừng học để nộp hồ sơ lại. Cũng may là ba và mẹ mình đều ủng hộ quyết định này của mình. Dù vậy, mình vẫn rất biết ơn vì có ngôi trường đó mà mình có những người bạn vô cùng hợp cả. Nhiều người hỏi mình vì sao đã cố gắng học hết một năm, không cố gắng tiếp 3 năm còn lại, nộp hồ sơ trễ như vậy có buồn không? Tất nhiên là việc nộp hồ sơ không hề dễ dàng và mình cũng nản rất nhiều lần. Mình không nhớ mình đã đề xuất bao nhiêu ý tưởng với hai bạn cố vấn và viết bao nhiêu bản nháp cho bài luận chính, nhưng mình vẫn muốn thử lần nữa. Mình đã ấp ủ ước mơ đi du học từ rất lâu rồi. Mình đã tìm thấy Vela, nghĩa là giờ đây mình đã có nhiều người hướng dẫn chứ không còn phải tự mình nộp hồ sơ nữa. Nếu không thử lần nữa thì làm sao biết mình có làm được hay không? Và quan trọng là mình biết rất nhiều người tuổi đã lớn mới bắt đầu học đại học, hoặc có những người đã học xong một bằng cử nhân, đã lập gia đình, đã đi làm nhưng thấy không hợp, sau đó ôn thi để học lại đại học ngành khác. Mình chỉ trễ có 2 năm và ba mẹ mình còn ủng hộ mình, vậy thì tại sao không cho phép bản thân nắm lấy cơ hội này nhỉ? Trong trường hợp ba mẹ bạn không cho nghỉ một năm thì theo mình, nguyên nhân lớn nhất là ba mẹ bạn cảm thấy bạn còn mơ hồ về kế hoạch tương lai. Bạn hãy vạch ra một kế hoạch lớn. Ví dụ, tháng 5 mình sẽ tham gia tổ chức A, tháng 6 mình sẽ tăng tốc ôn thi, để tháng 7 mình thi SAT. Trong lúc đó thì không ngừng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết, xác nhận số dư ngân hàng, xác nhận thu nhập của bố mẹ, chuẩn bị bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bản công chứng và suy nghĩ ý tưởng cho các bài luận chính và phụ. Bản kế hoạch của bạn nên càng chi tiết càng tốt. Điều này vừa giúp bản thân bạn có bức tranh tổng quát hơn về những gì bạn chắc chắn sẽ hoàn thành trong một năm tới, vừa tạo sự tự tin tưởng cho ba mẹ. Hãy tổ chức một buổi họp gia đình với ba mẹ và tự tin thuyết trình bản kế hoạch của bạn. Mình tin khi đó ba mẹ bạn sẽ đồng ý thôi. Sau khi đã có bản kế hoạch lớn và chi tiết, mình sẽ thiết kế bản kế hoạch cho từng ngày trong tuần sắp tới. Cách mình thường làm để giữ cho bản thân năng suất và không trì hoãn là viết ra từng ngày mình sẽ làm gì. Ví dụ, hôm nay mình sẽ viết ra hết các ý tưởng mình có trong đầu và sắp xếp chúng. Ngày mai mình sẽ viết bản nháp đầu tiên và chỉnh lại từ ngữ câu cú cho hợp lý, rồi gửi cho các anh chị cố vấn. Ngày kia mình sẽ tiếp tục chỉnh sửa bài luận theo góp ý của các anh chị. Cứ như vậy, bạn lên kế hoạch chi tiết cho cả tuần, nghiêm túc thực hiện theo và cuối ngày sẽ đánh giá ngày hôm nay bạn đã làm được những gì. Mình biết bạn nóng lòng muốn làm thật nhiều việc trong một ngày để tận dụng tối đa một năm mà bạn đang có. Nhưng cái gạch đầu dòng trong ngày của bạn không nên quá nhiều. Khi kết thúc một ngày mà bạn thấy mình còn quá nhiều việc chưa làm, bạn sẽ cảm thấy rất nản và sẽ tự trách bản thân. Vì vậy, các đầu việc của bạn nên càng chi tiết càng tốt và quan trọng nên là vừa sức. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và có động lực hơn khi ngày hôm nay bạn đã làm hết các đầu việc so với ngày hôm qua chỉ làm có vài việc và còn quá nhiều thứ chưa xong. Mặc dù có thể khối lượng công việc hoàn thành trong ngày hôm qua và ngày hôm nay là như nhau. Bàn về kế hoạch và năng suất khá nhiều rồi, giờ mình sẽ nói về sự thăng trầm trong cảm xúc của mình lúc nghỉ một năm này nhé. Thật lòng mà nói, mình khá tận hưởng khoảng thời gian này. Mình có thêm thời gian trống cho gia đình, mình nói chuyện và tâm sự với ba mẹ nhiều hơn, mình có thời gian cho việc mình thích, thiết kế, nhiếp ảnh, tham dự hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc, học cách dựng mô hình 3D. Giờ giấc sinh hoạt của mình khá tự do, mình có thể nghỉ ngơi thoải mái, miễn là mình hoàn thành các đầu việc đã đặt ra cho ngày hôm đó. Tuy nhiên, bạn bè mình không ai nghỉ một năm như mình, nên nhiều lúc mình vẫn không tránh khỏi việc cảm thấy cô đơn, hoặc thậm chí là cảm thấy tụt lại đằng sau khi nhìn bạn bè cùng tuổi tất bật với đồ án bài tập trên trường trong khi mình ở nhà vật lộn với hồ sơ đại học.
Những lúc đó, chính mình sẽ là người chủ động hẹn gặp các bạn mình để cập nhật chuyện trường lớp. Nhiều khi thời gian cho phép, mình còn lên trường phụ bài tập của các bạn hoặc lên lịch cho các chuyến đi chơi xa. Khi nghỉ một năm, việc cảm thấy buồn và trống trải là rất bình thường. Bạn hãy tìm thời điểm thích hợp để tâm sự với hội bạn thân. Đó có thể là các cuộc gọi video, đi cà phê để làm bài chung, hay thậm chí là các buổi gặp mặt trực tiếp để ăn trưa. Ngoài ra, bạn hãy cân nhắc việc tham gia các hoạt động ngoại khóa mới. Điều này vừa giúp bạn có thêm kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, vừa giúp bạn mở rộng các mối quan hệ. Tin mình đi, bạn sẽ thấy đỡ buồn rất nhiều đó. Nghỉ một năm đồng nghĩa với việc mình sẽ nộp hồ sơ cùng lúc với các bạn nhỏ tuổi hơn mình. Mình đã đối diện với áp lực đồng trang lứa từ lâu nên cũng đã quen rồi. Đa số những bạn sinh năm 2005 mà mình biết đều rất giỏi. Mình biết có bạn tham gia rất nhiều dự án dài hạn, nhưng điểm trong lớp và điểm IELTS và SAT vẫn rất cao. Có bạn lập nên cả dự án mới với tốc độ phát triển rất nhanh. Có bạn thì có kinh nghiệm làm chủ tọa không dưới 10 hội đồng, thường thấy trong các hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc. Thay vì xem đó là áp lực, hãy xem các bạn là đối thủ trong mùa nộp hồ sơ, thì thường học hỏi từ các bạn nhiều hơn. Mình không ngại xin lời khuyên từ các bạn chỉ vì vấn đề tuổi tác. Cho tới hiện tại, mình vẫn không hối hận với quyết định học một năm ở Đại học Việt Nam, nơi mình gặp những người rất tốt và cũng rất giỏi, rồi nghỉ một năm để nộp lại hồ sơ du học. Nhưng nhìn vào thực tế thì 4 năm sau khi mình tốt nghiệp đại học, mình có thể sẽ gặp nhiều bất lợi hơn so với các bạn tốt nghiệp cùng khóa, vì các em ấy trẻ hơn mình 2 tuổi. Đối với nhà tuyển dụng mà nói thì các em ấy có sức khỏe tốt hơn mình và có thể có nhiều đóng góp cho công ty hơn. Nhưng bạn ơi, đừng chỉ so sánh rồi chê bai và tự giới hạn bản thân mình. Hãy dừng so sánh để học hỏi từ người khác, tìm ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để từ đó khắc phục nhé. Khi mình còn ở vị trí thiết kế đồ họa cho một dự án, mình đã gặp hai bạn nhỏ tuổi hơn nhưng thiết kế đẹp hơn mình rất nhiều. Thay vì cảm thấy tủi thân, mình học hỏi từ các bạn ấy cách phối màu, cách sử dụng hiệu ứng hay thậm chí là cách triển khai ý tưởng. Mình nhận thấy bản thân mình trước và sau khi làm việc cùng hai bạn ấy đã trở thành hai phiên bản khác biệt. Phong cách thiết kế của mình có nét riêng hơn và cũng ổn định hơn nhiều. Sau cùng, nếu bạn đang là học sinh lớp 12, đang mệt mỏi và không tự tin với hồ sơ đại học của mình, đang nghĩ tới việc nghỉ một năm và muốn buông xuôi trong khi chỉ còn vài tuần là sẽ tới hạn nộp, thì mình có một lời khuyên cho bạn là hãy cố gắng hết sức trong vài tuần còn lại đó. Nếu lịch học trong trường của bạn cho phép, biết đâu bạn lại tiết kiệm được cho mình 1-2 năm. Tương tự như việc bạn thích một ai đó vậy, có thể bạn tự cảm thấy bản thân chưa đủ tốt, nhưng biết đâu người đó, trong trường hợp này là ngôi trường bạn đang nộp hồ sơ, lại thích bạn vì bạn chính là bạn và những gì bạn đang có thì sao? Chúc bạn may mắn! Như vậy là chúng ta đã đi qua những câu chuyện chia sẻ khác nhau. Từ các bạn đều đã gap year và mỗi bạn sẽ có những cái lý do cũng như những cái trải nghiệm khác nhau khi gap year. Và mình hy vọng là các bạn đang nghe podcast này sẽ cảm thấy đồng cảm hoặc là tìm thấy điểm chung với lại một trong những bạn nào đó ở đây, và suy nghĩ thật là kỹ cũng như là xem xét lại lời khuyên mà các bạn đã đưa ra trước khi quyết định là mình sẽ gap year hay không nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người.